Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè của chú chị. Bỏ ra hả? Đó, lên con cái 18 triệu Chưa. 500 với Rồi con để đực tiếp cấp tục cái 2. reo đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình hình ảnh một lô đực ha. Đó, một lô đực lỡ luôn cô chú anh chị. Đó, con nào con nấy cấp mình rất đẹp, đích thì khỏi nói luôn. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng mấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, chiều cao của con đầu tiên là 1m2. Con thứ hai thì 1m23, 23 tới 24 cô chú anh chị. Còn cái con thứ ba thì 1m 24 25. Đó, còn con thứ tư thì 1m 25 26. 26 27 gì đó. Nói chung thì bò thì nó đo nó đi tới đi lui thì nó xê xích phăng phăng, cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Đó, còn con thứ năm bên kia là 1m 30 32. Đó, 32 33 gì đó. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng mấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó thì con đầu tiên nè. Con đầu tiên thì 9 tháng mấy tuổi nè cô chú anh chị. Đó, con này thì anh chủ nhà muốn bán với giá là 21 triệu 500. Đó, 21 triệu 500. Đó, còn cái cặp thứ cái con này nói chung thì cái con thứ hai nè, con này thì mấy tháng trước thì có bị viêm da nổi cục cô chú chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó hết rồi ha, nhưng mà con này thì nó lực lạc cấp mình thì rất đẹp. Đó, nó lành rồi đó, cô chú chị thấy không? Đó, bong bong bướm đốm á. Hiện tại bây giờ nó lành khỏe rồi ha. Đây, hai con này là giá là 45 triệu 500 nè. Hai con này là pin lực là khỏi nói luôn. Đó. Còn hai con này ý hai con này là 11 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó, hai con này là 11 tháng tuổi ha. Còn hai con này thì 12 tháng tuổi, 12 13 tháng tuổi nè. Đó, hai con này thì 47 triệu. Đó thì cô chú chị mình nên cặp nào mua cặp nấy ha, còn con lẻ thì mua con lẻ. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng mấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại mình em để trong hình. Đây, con này là 21 triệu 500 nè cô chú chị. Con này thì F2 ha. Đó, cấp mình của nó là lực lạc không, đầu trụi ha, mặt vắng nè, miệng chậu phía sau nè. Đó thì em chân móng mấy con bò này thì em quan sát chân móng hoàn thiện đó, không không có nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, con này 21 triệu 500. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó, 21 triệu 500 con bò chà bá luôn nè cô chú chị. Con này 9 tháng mấy tuổi nè. Lưng thì khỏi nói luôn. Lưng dai thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đây. Dai lưng nè. Mặt mày nè. Đó, con này thì F2 ha. Thì em quay thì con này F2 em báo cô chú chị mình, F1 em cũng báo luôn. Đây chân móng nè cô chú chị. Đó, chân móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó, con nào con lấy chân móng sò cùm đứng thẳng không. Đó, không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đấy, con này viêm da nổi cục nè. Đó, mấy tháng trước nhưng mà hiện tại nó lành ha. Nó pin lực thì khỏi nói luôn cô chú chị. Lưng thì lưng đôi. Đây lưng nè. Đó, cấp mình của con này thì khỏi nói luôn. Hai con này cặp này thì khỏi nói luôn. 45 triệu 500. Đây pin lực nè, cô chú chị coi nè. Đó, con nào con nấy săn lưng thì khỏi nói, lưng đôi dai đôi nha. Nè. Đó, lưng đôi dai đôi. Đít nè. Chú chị thấy không? Con này là 21 triệu 500 nè. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đây còn con này cái lưng nè. Cái dai của nó nè, cô chú chị coi nè. Đó, lưng nè. Đó. Thì hai con này có lú sừng ha. Qua bên kia con. Ok. Nè. Đây tướng tá con này cấp mình này cô chú chị. Lực lạc khỏi nói luôn, binh lực. Đó, cặp này thì giá là 45 triệu 500. Cái săn lưng con bò này cũng nói hai hai coi. Cặp 45 triệu 500 này là hết nói cái lưng của nó luôn cô chú anh chị. Cái đít thì qua không. Nè. Ừ, bên lực tướng tá cái dài vô địch luôn. Ừ, mặt ngoài nè, miệng chậu phía sau ha. Đây cái lưng của nó nè, chú chị coi cái lưng của nó nè, cái lưng của dài với cái dài của nó bằng nhau luôn. Đó, khỏi thằng không. Đây xương lưng nè. Đó chân móng ha, chân móng sò cùm đứng thẳng không có bị ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì.
quá. Đây cái đít của nó nè, quý vị coi cái đít nè, cấp mình nè, lực như Lý Đức không? Đó thì của chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó cặp này là một con 21.500, cặp này là 45.500. Đó thì của chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ tin số chủ nhà cho cô chú chị em điện trực tiếp ha. Pin lực đít hết thân cái thân của chú chị. Đây là sân lưng nè. Đó, dai nè. Đó. Đó, còn cặp này là 47 triệu nè của chú chị. Đó, nói chung thì con này cũng F2 ha. Đây cũng chân móng nè của chú chị, chân móng sò không ha, không có bị ổ xe là xuống lún xuống ruột gì. Đây con này cũng pin lực thì khỏi nói nè, dài đoạn vô biên luôn. Đó, con này thì F1 ha. Đó, cặp này giá là 47 triệu. Đó thì của chú chị nào thấy ưng miếng bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị em điện trực tiếp ha. Đây đít nè của chú chị. Đó, đít lưng nè. Lưng đôi dai đôi ha. Đó, lưng đôi dai đôi. Đây cặp này giá là 47 triệu. Đó thì của chú chị nào thấy ưng cặp nào thì mua cặp đó ha. Còn không ưng thì mình đợi mình kiếm cặp khác cô chú chị. Nói chung bò này thì lỡ bò rồi. Đó, hiện tại nuôi mấy bò này thì chúng ta về không sợ nữa nha. Không sợ nó xuống bò nữa cô chú chị. Ê. Đó, mình mua mấy con bò này về không sợ nó xuống bò luôn. Bò này thì lứa bò hết rồi. Đó, cặp này giá là 47 triệu. Thì con này tên cái lưng của nó nè, nó ngứa hay gì nó đứng nó cọ cái chuồng của chú chị. Nhưng con này thì lúc trước á nó chích ngâm vừa như người viêm da nó cục. Thì nói chung thì ngay đây nè. Chích ngừa rồi nó dị ứng nó nổ ra một ha. Đó thì hiện tại thì cũng hết rồi. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ muốn liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó cặp này giá là 47 triệu nè. Đây chân móng nè cô chú anh chị. Đó. Không có bị vỏ xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng đôi nào thì bắt đôi đó ha. Đó, cặp này giá là 47 triệu. Còn cặp này giá là 45.500. Đó, cặp 45 này thì dinh lực thì vô biên luôn nè. Đó, lực lạc khỏi nói. Đây con này 21.500. Đó thì của chú chị nào muốn mua cái bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Những con này thì F2 của chú chị, lực lạc thì khỏi nói luôn. Con này thì 9 tháng mấy tuổi nè. Đó, nguyên vàng bò được lỡ luôn. Đó thì của chú chị nào ưng cặp nào mua cặp đó ha. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre đó, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Nói chung cặp này thì pin lực thì vô khỏi nói luôn cô chú chị, cái sân lưng của nó hết biết luôn, cái sân lưng nó luôn đít khối thằng luôn. Đó hiện tại thì nó bị viêm da nó cục nhưng mà nó hết rồi nghe cô chú chị, mạnh khỏe rồi. Bò này thì có chích ngừa đầu đầy đủ rồi đó. Con này thì dài đòn khỏi nói luôn. Con này thì đít nở dài nở nè. Đó. Đây còn cặp này, cặp này là 47 triệu. Ừ, lưng nè, lưng cũng lưng đôi dai đôi nha cô chú chị. Con này thì F2 ha. Đây con này thì F1, con này cái đít hết nói cái đít luôn. Ừ, cái dai của nó thì hết biết luôn cô chú chị. Mặt mày nè, cái dai xuống lưng nè. À, cô chú chị coi cái lưng nè. Ừ, cái lưng dài của nó hết biết không. Đó thì của chú anh chị nào muốn mua cái bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Không muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó con nào con nấy lực lạc dài đòn thì khỏi nói luôn. Đó bò này thì lỡ bò của chú vậy. Đó mấy bò này mình mua về mình nuôi ít tháng nữa mình ra chuồng liền. Con này nó pin lực khỏi nói luôn. Cặp này giá là 45.500. Đó thì của chú chị nào thấy mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Không muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, con nào con lấy cái đít nè. Hết biết cái dạng đít không. Đây con này thì nhỏ tháng của chú chị. Con này thì mới chín tháng mấy tuổi à. Đó nhưng con này thì pin lực thì cũng khỏi nói. Nó giá chỉ 21.500. Nó mặt mày nè. Mặt cục không ha, những chỗ phía sau không.
bò cấp mình thì khỏi nói luôn, thằng xương sóc nào nấy to luôn nha cô chú chị. Đó, hai con này giá là 45.500 nè. Đó, bà con nào mua cặp này về là nuôi là lời liền nè. Con nào nấy pin lực nè, thấy không? Đó, khỏi chơi luôn. Đó, còn cặp này là 47 triệu nè, dài đoạn khỏi nói luôn nè quý vị. Con này F2 ha, nó tướng tá dài đoạn lực lạc không, chân móng nè. Đó, chân móng sò không ha. Mấy chung chung mấy con bò này thì xương sóc thì khá to quý vị. Con bò này mới 12 tháng tuổi vậy. Pin lực nè, thấy chưa? Con nào lấy pin lực nè. Cái đít nè, hết thằng cái nhận đít không? Nó dần dài, khỏi nói dần dài luôn. Đó thì hình ảnh và giá cả của năm con bò này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để tàng hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì em hiển tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kênh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo bò sinh sản thì giờ ai không giờ đó có ưng thì điện cho em ha. Nó còn không ưng thì coi ủng hộ em cũng được. Đó thì con đầu tiên này giá là 21.500, cặp thứ hai là giá là 45.500, cặp cuối bên kia là giá là 47 triệu của chú chị. Đó rồi, hình ảnh và giá cả của mấy con đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì bây giờ để tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay. Rồi, để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của ổ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ kem của chú chị, con thì được kem nè. Đó, con mẹ này thì sắc nhất ha. Con mẹ này thì em đo là chiều cao là 1m40 của chú chị. Đó, nhưng con đực kem nó thì được 3 tháng tuổi nè. Đó, con đực nó thì ú lực ha. Đó, con đực kem Pháp, ú lực khỏi nói luôn của chú chị. Đó, còn con mẹ nó thì sắc nhất ha, mẹ chiều cao tới 1m4. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tàng hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, hiển tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp. Đó, con mẹ tàn sát khắp thân không. Đó thì nói chung thì mẹ con này thì chân móng hoàn thiện đó, không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Con thì cũng vậy. Đó thì bộ mẹ con này anh chủ nhà cũng bán giá là 42 triệu. Đó thì nó cái giá 42 triệu này nếu cô chú chị nào mua thì anh có thể thương lượng với chủ tiệm xe cho bà con mình lấy cái lọc chăn nuôi ha. Nó thì con mẹ này hiện tại mẹ tơ của chú chị, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên, ăn giữ con đực này thì lứa đầu tiên. Đó thì bây giờ em sẽ quay kỹ lưỡng lại cho cô chú chị xem kỹ ha. Đây con mẹ nè cô chú chị, con lưng nè, nó sẽ lưng thì nghiêm chỉnh nè cô chú chị, mẹ này sẽ lưng nghiêm chỉnh nè, mẹ thì hiền khô luôn. Nó sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Đó, mặt mày nè ha. Đây, hai chân trước nè cô chú chị. Đó, hai chân sau. Đó, rúng nè. Đây, vú nè, vú thì 4 vú ha. Đó, đây rúng. Đó thì cô chú chị nào thấy bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tàng hình. Qua con, qua. Đây, con đực này của chú chị 3 tháng tuổi nè. Đó, lực pin lực ha. Đó, con mẹ thì chiều cao 1m40. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tàng hình. Đó, giá là 42 triệu thì anh còn thương lượng thì xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Đó, con mẹ cũng tàn không xương hết thăng luôn của chú chị. Nói chung là nó giữ con mà nó như cái này nè. Đó, giá là 42 triệu. Đó thì bây giờ mua một con bò chữa thì nó cũng 30 mấy triệu rồi. Nó như con mẹ này thì sắc nhất luôn nha cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tàng hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, hiển tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây con nè, chân móng nè, không có bị ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì nha cô chú chị, mặt mày nè. Nó pháp kem ha, được pháp kem ha. Nó không có xuống rúng xuống ruột nè. Đây hai chân sau nè. Nó thì chú chị mình xem kỹ ha, hai chân sau nè. Nó xương sóc thì khá to ha. Đây mặt mày con nè. Đó, lưng nè.
con thì lưng lưng đôi ha, đít nở dai nở lưng đôi của chú chị đó. Thì bộ mấy con này giá là 42 triệu đó, thì anh còn thương lượng tiền xe cho cô chú chị nữa xa đó. Thì cô chú chị nào thương bộ mấy con này cứ liên hệ số điện thoại em để tầm hình, con mẹ thì sái tích nghiêm chỉnh ha đó. Thì đối với những con bò đã rồi như thế này thì bên em bán cho cô chú chị mình, bên em sẽ bao lòi trong vòng 3 tháng đó. Về nếu có trục trặc lú húi với lú hí gì thì cô chú chị chụp hình gửi cho em đó, rồi bên em sẽ xác minh sẽ bắt bò về ha. Nó hoàn tiền bò và tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn đó. Mẹ chân móng hoàn thiện, không có bị tí móng, không bị viêm da nó cục nha cô chú chị. Ý con mẹ này bốn vú đây coi, nó bù vú nó đó cô chú chị, nó bốn vú ha đó, chân móng nè, xương sóc to. Mẹ thì nói chung thì mẹ này cũng tàn cũng xương lớn nha cô chú chị, cũng tàn cũng xương, mẹ này thì sắp tàn sắp nhất đó. Đó, bị gì cao tới 1m4 á. Nói chung thì em đo là phía sau xương khu nè. Nó tại vì nào vậy em đo đó, thì giờ em đo đó không ha. Đi qua cái mẹ này hiền khô luôn, mẹ con này hiền luôn chú chị. Đó, con mẹ này tàn sát là hết biết không. Đó, bây giờ con bò tơi chữa không cũng có ba giá 30 mấy triệu rồi. Đó, chữa 3-4 tháng, 4-5 tháng cũng giá 30 mấy triệu rồi của chú chị. Đó, chưa chắc mình biết đẻ là được cái nữa. Nó đẻ đực thì ngon, còn đẻ cái là rồi. Nó nhưng mẹ này thì hiện tại mẹ con tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn. Nó đang ôm con đực kem. Giá là 42 triệu. Đó thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú chị nào ở xa. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Nó con nè. Bình lực. Con bình lực hết thăng không? Đó, thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó, từ sái tích chân móng đó, tướng tá dáng dốc ha, bộ mấy con này em cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị đó. Còn muốn ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp rồi. Thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em gửi đến cho cô chú chị mình xong đó, thì bây giờ em xin kết thúc video ha, chào cô chú chị.